Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với mọi người là các dòng sản phẩm bánh mì của hãng bánh mì Sài Gòn, chi nhánh chính ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh miền Bắc ở Tân Yên, Bắc Giang. Và đây là dòng sandwich ba vị của bên mình. Đây là sandwich vị sô cô la, sandwich đậu xanh, cốm đậu xanh, sandwich trứng sữa. Cái loại này thì dành cho công nhân và sinh viên ăn là chủ yếu. Tiếp theo là dòng ruốc. Dòng ruốc của mình là 60 gram. Tô gát đây các bạn ạ. Rồi. Tiếp theo, bánh siêu mềm. Nhân trứng sữa. Tiếp theo, bánh mì ruốc kẹp. Mình sẽ bóc ra luôn. Đây là bánh mì ruốc kẹp, gọi là bánh mì gối, mà bên trong là có nhân sốt chà bông. Loại này ăn rất ngon và mềm. Tiếp theo, đây cũng là một dòng ruốc nữa bên của mình. Toga nhân chà bông cũng rất là ngon. Bánh của mình là loại nào cũng ngon. Tiếp theo, đây là cùng cỡ với ruốc là bánh nhân sô cô la, nhân dâu, nhân khoai môn. Đấy. Bánh bé thì bên mình có 4 loại. Nhà mình thì phân phối ở bên Thái Nguyên. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mình sẽ có người là phục vụ. Tiếp theo, đây là bánh mì nho, bông lan nhân nho. Cái loại này là 30 gram, giá thành hợp lý nhất trên thị trường. Quy cách đóng gói, một giây có 10 chiếc. Và đây là sản phẩm nữa của bên mình. Đây là sản phẩm bánh mì gối nha các bạn nhé. Cái này là có rất nhiều, 10 chiếc luôn các bạn ạ. Ừ. Loại này thì các bạn có thể là ăn thêm với sữa. Ăn luôn thì cũng rất là thơm, nhưng mà khi mình ăn kèm với trứng hoặc là sữa thì sẽ hợp lý hơn và các bạn sẽ có đủ năng lượng cho một một ngày. Đây là các loại bên mình. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình. Số điện thoại 0965 253 321. Mình ở Thái Nguyên. Còn các bạn nào mà có nhu cầu lấy bánh ở các tỉnh thì mình sẽ giới thiệu số. Hầu như tất cả các tỉnh ở Việt Nam thì đều là có bánh của mình. Mọi người cần thì cứ liên hệ. Bánh của mình thì rất là ngon mà giá hợp lý. Hôm nay thì mình đang hết hết mấy loại kia nên mình không cho dây vào, chứ không thì quy cách đóng gói như này thì rất là đẹp. Loại nhỏ thì đóng gói 10, loại to đóng gói 5. Đây. Còn loại to hơn nữa thì cứ một túi một thôi. À, bên mình thì có thêm cả là bánh bánh khô nữa nha các bạn nhé. Bánh trứng. Hạn sử dụng thì sẽ được 1 năm. Còn các loại bánh mì ở như các bạn đang nhìn thấy đây thì hạn sử dụng được 10 ngày. Rất là an tâm. Nếu mà mùa đông như thế này, nhiều lúc mà mình vẫn còn mà chưa bán hết thì mình vẫn ăn bình thường. Đây, ruốc kẹp, ruốc to,
sandwich trứng sữa, sandwich xô, sandwich cốm đậu xanh, bánh mì bông lan nhân nho, bánh mì siêu mềm, bánh mì tô ga đang tươi, bánh mì gối. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và video sau thì mình sẽ test thử luôn là mình sẽ thi và ăn tất cả các loại bánh của bên mình. Chẳng hạn như bánh bé này mình sẽ ăn một lúc là bốn loại luôn. Và thưởng thức bánh ruốc kẹp ăn, ruốc to ăn, sandwich ăn cùng một lúc luôn các bạn ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.